Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào mọi người, em tên là Thanh Huyền. Năm nay em 28 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Quê em ở Vũng Tàu và hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hồ Nhật Tiến, năm nay 27 tuổi. Em làm kỹ thuật viên ô tô tại Tô Ba Bến Thành, quận Nhất. Quê em ở Củ Chi. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em có ý chí và nếu mà khi mà em quyết tâm thì em sẽ làm cho đến cùng. Cái ưu điểm nữa là em cũng rất là vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà thật ra là khi gặp người lạ thì em cũng im re à. Chỉ khi nào em gặp bạn thân thì em mới nói được nhiều thôi chị. Khuyết điểm của em thì tại em cũng ít nói nên em giao tiếp cũng không được khéo léo lắm. Khi mà em thích một cái gì đó rồi thì em thường là em không có kiềm chế được. Giống như là em thích chơi đá là em không có kiềm chế được đó chị. Chơi gì? Dạ chơi đá. Chơi đá gì? Dạ trên tay mà chị, sưu tầm các loại đá. Trời ơi, nghe giật mình. Đàn trai mà nghe đàn gái cái quýu luôn rồi đó. Em nghe cũng quýu luôn. Nghe quýu liền thôi nhưng mà không chơi đá được. Bây giờ bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu, tuổi em có vấn đề gì không? Dạ quan trọng là tính cách bạn đó có chín chắn không ạ? Đúng rồi. Rồi ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Dạ ưu điểm của em là không nhậu, không hút thuốc, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là hơi nói nhiều, hay quên. Nếu mà cái gì em quyết tâm nhớ là không bao giờ quên. Chết quên chị. Người yêu mình ha. Dạ. Em cũng hay quên lắm. Rồi hai bạn cái nào ai cũng hay quên. Hai hay quên, khi nào quen 2 tháng quên. Ủa em là ai, anh là ai không? Cố gắng nhớ nha. Dạ. Bên kia ít nói, mà gặp người quen mới nói. Thôi mình đi một chút xíu cái lý lịch tình trường coi sao bạn trai. Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì lúc còn sinh viên cũng quen được 3 năm, nhưng mà do thời gian quen lâu rồi không hợp nhiều thứ nên hai người chia tay. Tình trường của em sao rồi? Dạ em cũng có 2 mối tình, một mối tình 2 năm và một mối tình 5 năm. Thì là do bạn nam có người thứ ba cho nên em quyết định là dừng lại. Mối tình nào trước? Dạ mối tình 2 năm trước, sau đó đến mối tình 5 năm. Em là người trong ngoài ánh sáng, em được bạn đó giới thiệu với gia đình và bạn bè. Nhưng mà đằng sau đó thì cũng có rất nhiều bạn nữ ở trong bóng tối. Nhưng mà mình không sáng, không đè nổi bóng tối luôn hả em? Dạ thôi, em thấy em tuổi già sức yếu nên thôi em nhường lại cuộc chơi cho các bạn. Trời ơi, tuổi già sức yếu. Thôi bỏ qua, bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái mối tình đi. Hy vọng đây là mối tình cuối cùng. Từ lúc chia tay đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 1 năm rồi chị. Có ai đang ngắm nghía đeo đuổi mình chưa? Dạ cũng có nhiều bạn lắm nhưng mà em thấy tính cách các bạn hơi kỳ. Ví dụ có một bạn thì khi nào mà em muốn đi chơi đâu á, bạn đó sẽ chở em đi chơi. Nhưng mà bạn đó sẽ bảo em là bật ứng dụng Grab lên, xong rồi hết bao nhiêu tiền đưa lại tiền cho bạn đó. Kỳ vậy, vậy thôi đi Grab đi, mắc mớ gì phải đi với bạn đó. Hoặc không á, thì có một bạn là khi mà đi đám cưới á, thì thường là hai bên phải share tiền đều ra. Với lại nhiều khi bạn cũng không có muốn đi đám cưới, tại bạn sợ là mỗi năm đi tiền nó rớt giá thì sẽ bị lỗ chị. Em thấy con trai bây giờ hơi tính toán. Tính gì dữ vậy trời? Trời ơi, đâu mà quá vậy. Em đi đám cưới có tính cái mệnh giá tiền à. Nó bị thất thoát không? Dạ không anh. Thì coi như mình gửi sau này mình lấy lại thôi. Đi chơi với bạn gái có chia tiền không? Không, đi chơi bạn gái mà em thoải mái lắm, em trả. Được. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nam chín chắn, vui vẻ và hòa đồng, rộng lượng một chút chứ đừng có quá keo kiệt và tính toán. Vì em cũng hơi ít nói nên em muốn bạn nam là biết cách giao tiếp một chút xíu để bù lại cho em. Về ngoại hình nói nhiều lắm. Dạ ngoại hình thì cao trên 1m75, 1m8 thì càng tốt ạ. Chị giữ vậy em? Dạ tại em thích mấy bạn nam nhìn cao cao trong ấn tượng đó chị. 1m7 được rồi thì mình giảm từ từ cũng được anh. Giờ còn 1m69 được không? Anh giảm từ từ đó, nói câu nên giảm 65 á. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào con gái? Dạ mẫu người lý tưởng của em là giống như anh Kính Thành anh. Là một người vui vẻ, cũng có nghị lực sống, biết tạo dựng sự nghiệp của mình mà cũng rất là chiều bạn nữ. Anh kiểm tra coi đây giống Trấn Thành không? Có cũng có Trấn á. Trấn nước, Trấn gì đó không biết. Em cần một người yêu lý tưởng như thế nào? Không cần quá cầu kỳ, biết chăm lo cho gia đình, tiết kiệm. Quan trọng ở em bạn nữ đó là không nói dốc. Gái mà nói xạo kỳ lắm nha. Chắc không có đâu. Còn gì nữa? Nhỏ con, da trắng, tóc dài, cọp. À, bạn gái em có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Không biết là bạn nam bên kia có thích mèo không ạ? Động vật thì rất thích. Chứ mèo nhiều ông thích lắm nha em. Dạ em không có thích mèo, em thích chó ạ. Nhưng em sợ bạn nó thích mèo thì cũng không được hợp lắm. Trời ơi, chó mèo gì cũng nuôi thôi, động vật 4 chân trong nhà thôi. Nuôi chuột không? Dạ không chị. Chào em. Chào chị. Cao được mét nhiêu? Dạ mét 65 chị. Người ta muốn tới mét 8 mà có mét 65 là tiêu rồi. Tiêu chuẩn ta cao quá chị. Mét 8 qua chỉ mình đi.
Khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Khoảng cuối năm sau có thể tiến tới hôn nhân. Mình đã chuẩn bị gì chưa? Dạ đầy đủ hết chị. Đầy đủ là cái gì, ví dụ nói thử nghe. Tiền vàng thì nói chung là em cũng có. Tiền có vàng nữa. Em làm em dành dụm mua. Phòng em thì bàn trang điểm. Bàn trang điểm, em đang điểm hả? Không, em mua sẵn thôi. Em mua sẵn thôi. Chưa có vợ mà mua sẵn bàn trang điểm luôn. Dạ. Ủa gì kỳ mới vậy? Gói mới, máy lạnh em mua hết rồi. Trời ơi, rồi cái bàn trang điểm nó đề mốt rồi sao? Sau này bạn nữ không thích thì em sẽ đổi lại cái khác. Trời ơi, nó trượt giá, nó mất giá tiền em. Và mua khuyến mãi, mua trước để nó lên giá. Giới tính nó rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Chắc không? Dạ chắc, thích nữ. Mỗi ngày cũng ngồi vô bàn trang điểm coi coi rồi chọc chọc rồi chơi chút xíu ha? Không có chị. Cũng nghi lắm mà. Lý do sao ế vậy? Dạ tại cái môi trường làm việc em nó khắc nghiệt với cạn kiệt phụ nữ. Đâu mà thấy ghê vậy? Môi trường gì mà cạn kiệt ghê vậy? Tại em làm ô tô mà chị, toàn là nam không à. Thôi để về tôi nói với bên này coi, chịu qua bên bển có cái bàn trang điểm rồi kìa. Dạ chỉ cần bạn đó đừng có tranh dùng với em là được. Nhưng mà hơi lùn nha. Đi về độn lên chị. Yêu là được hết nè, cao thấp không quan trọng đâu. Lùn không quan trọng, quan trọng là phụ tùng tốt được rồi. Dạ chào anh. Chào em. Sao không cần tới mét 8 như em? Mình cứ hạ giá cao cao lên, xong người ta trả thành dần xuống anh. Trời ơi, có trả giá. Mét 8 mà trả mét 65 rồi đó. Cũng hơi thấp thiệt. Không thấp, 65 không thấp đâu. Quan trọng là anh ấy chăm sóc em tốt là được rồi ha. Bây giờ có tiền nữa, muốn làm ngành gì riêng không? Dạ, muốn mở một tiệm bánh ạ. Tiệm bánh, đó là hy vọng rằng em sẽ mở cho vợ cái tiệm bánh tay được không? Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ thì mình khảo sát ý kiến người thân, sau đó mình cho hai bạn gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị sếp và một đứa em mới kết nghĩa ngày hôm qua. Trời ơi. Dạ kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, bạn nam cùng toàn thể khán giả trong hội trường. Em xin giới thiệu em là Thanh Trúc, hiện là một người chị, một người bạn đồng nghiệp cũng như là sếp của bé Huyền. Thấy bạn nam mặc dù là cái tiêu chuẩn thì hơi thấp hơn so với lại cái mong muốn của Huyền, nhưng mà em thấy là bạn rất là manly, đẹp trai. Và một cái em rất là chấm là bạn biết nấu ăn. Đặt vai trò của em là Huyền thì chắc là em sẽ chọn bạn nam á. Thấy tốt rồi ha, cảm ơn chị. Anh sếp đi, anh trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với ba mẹ và ba người bạn thân của em. Có ba đó, hả? Xin kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả buổi ghi hình hôm nay. Thấy bạn gái bên đây là tôi thấy là mến. Con tôi thì được cái từ nào về nói có trung thực là hiếu thảo cha mẹ với lại những cô bác xung quanh đó. Nó đối xử rất là đàng hoàng. Còn bạn gái thì tôi không cầu kỳ gì hết ấy. Tôi chỉ mong là sống là có là nhân đức vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt rồi tự quyết định nha. Mở rào. Đâu đó chiều cao coi ổn không? Được không em? Anh cao hơn em rồi đó. Nhưng mà chị thấy là em phải kiểm tra cái vụ men đó nha. Chứ là có cái vụ bàn trang điểm mà dành nhau đó. Có cách nào thể hiện mình là men không em? Em có thể cộng bạn nữ hết đắt được chị. Dám chơi không em? Lỡ gãy lưng xong bắt đề em thì sao người chị? Ta có, người ta muốn thể hiện thì mình để cho người ta thể hiện đi. Chơi luôn em, làm luôn. Có án mạng không vậy chị? Không có án mạng đâu, mình ngồi mé bên vậy nè em. Mình ngồi vậy nè, đó. Ngồi lên. Chị đừng ngồi nha chị, chết chị em. Chị đâu có ngồi đâu, chị nặng lắm. Rồi, nhấc chân lên. Thôi thì vui nè. Thôi được rồi. Được chưa? Được rồi, được. Tin chưa? Dạ rồi. Ổn rồi phải không? Dạ. Anh chưa cũng làm gì hai lần mà giờ anh thoát gì địa điểm đó em. Chào bạn. Dạ thì bạn nghĩ sao về mình? Dạ hai bạn cũng xinh. Gì mà dạ, anh thấy em cũng xinh. Gói thì nãy giờ em gói. Anh em đàng hoàng, vô lại. Anh cũng thấy em cũng xinh. Dạ cảm ơn anh. Em thấy anh thấy nào? Dạ ngoại trừ bộ chiều cao thì mọi việc đều ok hết anh. Nhất là cái vụ hit đất là em rất là ấn tượng. Anh có khó chịu nếu mà bạn gái coi điện thoại của mình không ạ? À? Không. Dạ. Nhưng mà đừng có xâm phạm đề tư quá. Nếu mà chưa có khăn nhau quá thì không nên. Thì coi là xâm phạm đề tư rồi đó cưng. Có nhiều người cầm điện thoại coi xong mà tự trả lời tin nhắn luôn á. Cái đó là lố quá. Anh có các kiểu như em gái mưa hay là chị gái mưa vậy không ạ? À? Không, có em gái nuôi. Có tới em gái bão luôn đừng nói chi mưa. Anh có thích đi xem phim không anh?
hầu như là tuần nào cũng đi. Anh có thích xem phim ma không anh? Phim ma thì sợ ma nhưng mà vẫn thích. À, dạ vậy được rồi, em không sợ ma mà em cũng thích xem phim ma. Dạ. Rồi giờ bạn trai đứng lên chủ động tới nắm tay bạn gái, hát tặng bài hay là tỏ tình gì đó đi. Tự tin lên. Đó, đúng rồi. Một vòng trai đất anh tới đây. Khoan, nắm tay nhìn bạn gái hát thì nó tình cảm. Một vòng trai đất anh ngồi đây, em ngồi đây ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì, dường như chúng ta chưa từng quen. Trời ơi. Nào, để tay chúng bấm đi bạn. Bấm đi hai bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Cho nên mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Các bạn, hai bạn hồi hộp quá. Hình như em gái bấm chậm hơn đúng không? Em có suy nghĩ điều gì hả? Dạ không, em gói không tới. Chúc mừng hai em nha, nắm tay nhau đi. Trời ở đây hôn mà làm gì dưới sướng dữ vậy? Em vui quà bạn gái, thử xem là món quà đó là món quà như thế nào. Có ý nghĩa gì không em, nói cho bạn ấy biết. Dạ, tại em thích chơi đá cho. Nữa, cũng đá nữa. Trời ơi trời. Rồi. Bạn giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em là tên Đặng Xuân Hiền. Năm nay 33 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang là nhân viên vận hành của một công ty chăn nuôi ở Bình Phước ạ. Dạ, vận hành chăn nuôi. Cụ thể là sao? Em nói một chút về công việc của em giùm chị ha. Vận hành chăn nuôi chị chưa hiểu. Ừ. Công việc của em là vận hành máy. Vận hành máy sản xuất ra cám để phục vụ cho cám heo đó chị. Dạ, vậy là nuôi heo đúng không em? Của công ty TV. Rồi em giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình giùm chị nha. Chưa, anh chưa nói quê quán mà. À, quê của em là ở huyện Tân Thành, tỉnh Bình Phước. Bình Phước. Điểm mạnh điểm yếu anh. Điểm mạnh của em thì em biết rất là nhiều điều, còn làm được nhiều thứ. Ví dụ như điểm mạnh của em rất mình có về sở thích như ca hát, còn rất là điểm mạnh với nấu ăn. Ca hát luôn. Nhưng nói ra nhỏ, hơi nhỏ vậy ta, hay tôi nghe nhỏ ta? Em nói lớn xíu vậy nha. Hơi nhỏ sao á? À, nói lớn lên, tại vì mình lên mình ghi hình á, mình nói nhỏ quá không ai nghe được á, em biết không? Dù ở ngoài em với bạn gái ngồi nói chuyện thì thủ thỉ với thủ thì với nhau được. Lên đó mình phải nói cho cả thiên hạ biết mà, mình phải nói lớn tí nha. Dạ, dạ, em hiểu. Rồi mình hát ra được thì mình hát miếng nghe coi nè. Để lên chương trình mình hát rồi đó chị. Giờ hát vài câu thôi, chị nghe thử coi. Bài gì cũng được, lên chương trình thì phải chọn bài khác. À vậy hả? Tại vì em cũng lần đầu phỏng vấn em hơi run một tiếng, để em tìm một bài hát nào cho nó dễ. Đúng rồi, hát đại vài câu thôi. Dạ. Em sẽ hát một bài bản tình ca đầu tiên. Ok, mời em ạ. Dạ. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa tràn, dấu phong bao anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ, em xin hết ạ. Rồi ok em, chia sẻ một chút đường tình duyên của mình nha. Em bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay ạ? Em có hai mối tình. Một mối tình thì lúc cách đây là khoảng tầm 6 năm trước. Tại vì là không hợp nhau mình chia tay. Còn một mối tình mới cũng gần đây khoảng tầm 2 năm. Thì tại vì coi như là cũng kiểu như mà mình không hợp thì người ta
không quen mình nữa nên mình chia tay được rồi. Ủa nhưng mà lý do không hợp của anh là gì? Tại vì mối tình nào anh cũng nói không hợp hết trơn, thì cái điểm chính của không hợp của anh là gì? Người là người ta nói là mình không hợp với người ta thì người ta chia tay mình thôi. Là người ta, do là người ta chủ động chia tay anh chứ anh không có chủ động chia tay. Dạ, dạ đúng rồi. Chủ động chia tay hả hay sao? Sao chị? Sao chị nói rõ? Anh chủ động chia tay hay là họ? Họ bên phái nữ chia tay thôi. Ờ, nhưng mà ý là họ có nói rõ lý do không? Ngoại trừ không hợp. Người ta chỉ nói lý do như vậy nên em cũng không có níu kéo. Ờ, ok. Vậy thì hiện tại sau những cái mối tình đó thì anh có dạng như mình tìm hiểu những người khác nữa không? Ví dụ như mình lên bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều cái app hẹn hò, anh có lên tìm hiểu không? Em không có lên mấy cái app nữa chị ơi. Ờ. Thực tế thôi chứ em không có lên mấy cái app. Rồi chẳng lẽ mình đi làm này nọ rồi mình không gặp được ai nữa khác? Dạ, tại vì công việc của em á, hình như là vận hành với làm việc hầu như là không có bên phái nữ nhiều quá chị. Hầu như là phái nam, chủ yếu là phái nam, tại vì là làm bên cơ khí với tay chân nhiều quá chị. Nên không có phái nữ nhiều. Nên em cũng không có, chưa quen một mối tình nào nữa. Ồ, hồi nãy anh chưa có nói về điểm yếu của anh là gì? À, điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông đó chị. Wow, rồi tự nhiên rồi lên bảng hẹn hò trước với bao nhiêu người rồi anh có bị sượng không? Em thì cố gắng gì, em đang tập là quen trước đám đông, đám đông. Đúng rồi, sẽ lên nói chuyện nhiều hơn, với lại mình sẽ hát tỏ tình với bạn nữ nữa. Dạ. Yeah. Nên mình nhút nhát thì nó cũng hơi gì á. Ủa như ví dụ như là trước khi mà anh thích người đó đi thì ai là người chủ động? Anh có phải những mối tình kia hả chị? Ừ. À, thì cả hai luôn chị ơi, chứ không phải là nói một người thích trước người thích sau, thì mình cũng nhắn tin qua lại rồi đó. Mình qua lại xong mình nhắn tin thì tụi em không phải là gọi là nói à anh yêu em hay là gì đó, có nghĩa là tự động hai người tìm đến với nhau luôn. Ok. Dạ. Hiện tại bây giờ anh tới đến với chương trình thì anh mong muốn mẫu bạn gái của anh như thế nào? Em không cần mẫu bạn gái, không đặt ra nhiều tiêu chí, em chỉ cần lễ phép, ngoan hiền thì được, không cần thì nhiều về biết một ít về nội trợ gia đình. Như vậy thôi, em không cần thì tài gì đó. Lễ phép, ngoan hiền, rồi kính trên nhường dưới gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Đức chú chồng với người lớn như ba mẹ. Ủa hiện tại là anh đang ở chung với ba mẹ hay là như thế nào? Dạ đúng rồi, anh hiện tại đang ở chung với ba mẹ. Là anh mình đã có nhà riêng chưa? Đó là nhà hay là ở chung với lại ba mẹ không? À, có nghĩa là nhà em thì chỉ có bọn hai anh em thôi. Anh của em thì lớn đã lập gia đình rồi. Bây giờ hiện tại thì còn mối ba mẹ với em. Ba mẹ cũng lớn, bây giờ hiện tại đang ở với ba mẹ. Ok, vậy có nghĩa là khi mà cưới bạn gái thì có thể sẽ về làm dâu đúng không? Dạ. Yeah. Sao? Cái đó thì mình không quan trọng lắm. Bởi vì mình ở đâu cũng được, không quan trọng là áp đặt là phải về ở chung với bố mẹ hay là phải ở bên nhà gái như thế nào. Không cần. Ví dụ như bạn gái yêu cầu là cả hai đều làm ra ở riêng thì anh, vậy như anh có thể là anh nghĩ là cái thu nhập của anh có thể mua được căn nhà riêng cho hai vợ chồng không? Dạ có cái gì. Dạ được. Ghê vậy ta. Rồi, tình gái mà cái gì? Dạ sao gì? Alo. Dạ em nghe rồi. Nói lại với em. Alo, alo, alo. Dạ, em nghe chị ơi. Đừng nghe rồi, con ơi. Mạng của chị em nghe chập chờn á chị. Alo. Dạ rồi. Dạ, em nghe rồi chị. Dạ rồi, ok. Ngoại hình gái này.
em lại ngoại hình. Ngoại hình đó anh, về ngoại hình à, dạ ngoại hình thì chỉ cần cao thêm hết 50 là được, không cần ngoại hình cao ráo dễ nhìn là được. Dễ nhìn là như thế nào, tại vì anh có một cái gu mẫu gu nào không, ví dụ như nhìn giống Mỹ Tâm hay là Ngọc Lan chẳng hạn? Mấy cái đó mình không quan trọng chứ, không là mình cảm thấy là không cần bị xương diện nhiều, có thể là ăn mặc bình thường đi ra ngoài xã hội người ta không chê được. Ý là anh thích một người mẫu bạn gái ví dụ như là ăn mặc đàng hoàng, kín đáo hay là một người bạn gái sexy? Đúng rồi, ăn mặc lịch sự là được. Không, thích thì em thích được. Thích bạn gái mặc kín đáo ha. Rồi còn tóc thì sao? Hay da trắng, da đen? Cái đó không quan trọng chứ. Cái đó tại vì là cái là cái của bản thân của mình sao mình cảm thấy mình đẹp, mình phù hợp với chính bản thân mình là được. Không, tại vì có nhiều người là họ thích con gái tóc ngắn. Anh thích tóc ngắn. Em không quan trọng về mối quan hệ. Ok rồi. Chứ gu mua bạn gái của anh là kiểu bánh bèo hay là cá tính? Em thích cá tính. Cá tính mà kiểu róc róc được ha, xăm mì này họ anh thích gì hả? Xăm mình đồ. Xăm mình cũng được nhưng mà dưới một ít kín đáo một xíu thôi chứ đừng có bộ lộ ra ngoài quá. Okay. Rồi, còn về cái công việc của bạn gái thì anh có mong muốn như thế nào? Cần mình có thu nhập ổn định được, không cần. Lỡ bạn gái ấy ví dụ như nghiệp rồi sao, ở nhà làm vợ làm thôi anh chịu không? Dạ cũng được, không có vấn đề gì. Ok, thất nghiệp làm vợ cũng được ha. Rồi. Cái tính cách mà bạn gái anh không thích là gì? Tính cách có hệ thì dạ. Anh thích bạn gái thì hút thuốc hay là nhà ông? Dạ đúng rồi, những cái tính mà như ông mấy ông cha ta hay nói là cũng người cuối rồi, hay chơi phường nó lâu lặng gì đó anh thích. Mình điềm đạm bình thường thôi. Nhưng mà tại vì những người bạn gái mà cá tính nha, thì đôi khi hiện tại là người ta đa số là đều có thể là uống bia có nè, khoái đi chơi nè, mạnh mẽ nè, chí hút thuốc cũng có luôn. Chứ giờ mà ai này nọ là cá tính, em không phải là cá tính quá trong những gọi là những như giới trẻ hiện tại bây giờ cá tính bình thường thôi, chứ không phải là như kiểu quá mức như mình những nhân ảo hút thuốc này kia. Mà nhậu được không? Nhậu được không? Nhậu nhiều không? Cái đó thì em không quan trọng, không phải là ví dụ nhậu à, không quan trọng để trong công việc là được, chứ không đừng đi quá xa là được. Ok rồi chị Trúc ơi, còn cái gì để hỏi bạn ấy nữa không? Không ý ơi, được rồi. Ừ, chị im là được rồi đó. Rồi. Cảm ơn.